Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Đến hạt lại lên. Chúng ta lại gặp nhau trong những cái khung giờ quen thuộc và tôi cũng chia sẻ công việc thường nhật của mình đến với các bạn trên tinh thần vui là chính. Hôm nay thì tôi lại giới thiệu lại với các bạn cái dòng cây chơi bonsai mini rất là thích hợp để chơi dòng cây mini và siêu mini các bạn. Đây là cây hồng ngọc mai các bạn. Tôi thấy nó có bông quanh năm mấy ông ơi. Tôi không biết là nó có theo mùa hay không mà tôi ý thấy như nó có quanh năm. Các bạn, cây này nó là họ của cây seri. Lúc trước tôi chia sẻ với các bạn cây seri của tôi đó, là được ghép vô hồng ngọc mai ghép của cây seri nó cùng họ mà. Cái đặc tính của cái cây hồng ngọc mai này là cái thân nó thì thân bụi mà nó không có cái gốc lớn, gốc đơn. Tôi chưa ghi nhận, tôi chưa hề thấy những cái gốc nào mà lớn cỡ cầm tay, tôi chưa thấy các bạn. Không biết có hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi chưa thấy. Đa số những gốc nhỏ nhỏ bằng mấy chuyện cái, lớn hơn chút xíu thì nhiều. Cái dòng cây này thì nó rất là hương thơm, nó quyến rũ. Và đồng thời nó có những cái trái lủng lẳng đó các bạn. Ở đây, trái lủng lẳng nè, như cây nhỏ này có trái lủng lẳng nè, các bạn thấy không? Trái nó chín, nó màu đỏ ha. Đây trái này. Nè. Nó chín thì nó màu đỏ, ăn nó cái vị nó ngọt ngọt, nó không có hại gì hết trơn các bạn. Cái trồng vô tư. Thì cái dòng cây này á, thì nghe nói là nó là đặt tên, người ta gọi nó là lúc trước tôi gọi là cây seri Thái, chắc có lẽ là nó nhập du nhập từ bên Thái qua, tôi cũng không chắc lắm ha. Được rất nhiều người săn đón bởi vì cái hương thơm quyến rũ, cái hương thơm nó rất là ngọt ngào luôn, và đồng thời khi mà nó trổ bông những cái nụ tròn tròn nó màu hồng nó rất là xinh, mà các bạn mà kích cho nó ra trái mà những cái trái lủng lẳng thì mình chín nó đỏ ẩn lên rất là đẹp luôn. Mà cái dòng này thì nó chỉ theo tôi á, thì nó chỉ thích hợp cho các bạn mà chơi cái dòng mà bonsai mini, cái dòng mà để bàn nhỏ nhỏ vậy thôi, hoặc là nếu mà chúng ta có thể chơi lớn hơn chút xíu nữa, bonsai tầm trung, thì các bạn có thể là nuôi nó ôm đá ha. Những cái tác phẩm ôm đá thì nó cao từ miệng chậu lên 1 mét, thì tôi thấy rồi 1 mét hơn thì có. Nhưng mà cái biết cách làm mấy hôm, cái cây này nó có ưu điểm của nó thì bao giờ cũng vậy, là ưu điểm nó cũng song song với nó tồn tại, có cái khuyết điểm, ưu điểm khuyết điểm bao giờ nó cũng đồng hành với nhau. Cái cây này các bạn thấy nó rất là buông chi, ưa buông chi là các bạn thấy không nè. Đây là cái loại này nó như vậy các bạn, nó ưa buông chi đó. Thành ra khi mà các bạn mà chế tác, mà nhất là những các bạn mà thích chơi mà cái dòng mà chơi bonsai mà cái các bạn đánh mâm mà đi tay theo kiểu cổ á. Hoặc là chơi dáng bài mà chơi dáng văn nhân, các bạn nó rất là buồn chi, nó không dễ buồn chi, nó dễ chết cây, nó làm tác phẩm mình hư. Thành ra cái chơi cái con sai hồng ngọc mai thì thông thường người ta chơi theo cái tàn tự nhiên các bạn, nó bung đều ra, hoặc là nếu mà các bạn mà chơi đổ chút xíu này đó, bung đổ mà cho cái nhánh nó cho nó rậm chút xíu ha, chứ các bạn đừng có chơi mà leo que một chài cộng cũng như là những cái dòng cây khác thì nó dễ chết lắm. Thì cách khắc phục mà duy nhất á, để cho nó dễ chết đó các bạn, theo tôi thì cứ mỗi một đợt mà nó ra bông, chứ mỗi một đợt mà cái lá nó dài ra đó thì các bạn phải theo dõi ha. Các bạn tỉa tót nó có cái loại bệnh đó các bạn, con riệp sáp nưa bám vô trong cái cây hồng ngọc mai lắm. Các bạn để ý ha, con riệp sáp các bạn nhìn kỹ các bạn mới thấy được nó, bởi vì cái màu của con riệp sáp nó bám vô cái vỏ cây này nó giống sọc lắm. Thành ra khi mà chúng ta phát hiện ra thì nó đã rút cái cây, nó làm cho cái cây chết. Các bạn thấy không, đây là những cái cây này nó chết nè. Thành ra khi mà chơi cái hồng ngọc mai á, thì các bạn thường xuyên các bạn nên kiểm tra, nếu không có kiểm tra thì trong vòng khoảng 10 ngày các bạn phun thuốc ngừa diệt rầy. Nó thường có rầy lắm, cây này nó thường có rầy. Thành ra nó chết nhánh á, thứ nhất á, là do cái đặc tính của cây này nó dễ bị buông chi, còn cái thứ hai nữa là do tác động của những con rầy nó bám vô, nó làm cái chi yếu. Thì cái chi nào yếu á, thì nó gặp cái chi khỏe kế bên, chi khỏe cái bên nó sẽ rút nhựa cái chi yếu, nó làm cái chi yếu chết nhanh nữa, nó tống tiện ngày mới đi nhanh nữa. Nè, tôi sẽ tỉa bớt một số nhánh khô nè các bạn, nhánh khô ha. Trồng nó thì nó các bạn cứ bón phân định kỳ ha, mình có bón phân hữu cơ định kỳ cho nó, và đồng thời khi mà các bạn mà thấy cây nó yếu quá đó, yếu quá thì các bạn tiến hành các bạn phun cái 501 hoặc những cái chế phẩm mà về mà kích thích tăng trưởng lá, các bạn phun lên lá nó, đừng có tưới gấp nhiều ha. Đó là nó gì thôi. Rồi sau mỗi một đợt ra bông á thì các bạn cứ coi ngọn này ha, các bạn cắt những cái ngọn dương dài lên nè, các bạn coi ngọn lại. Mục đích chúng ta coi ngọn á thì để các bạn mà kích thích cho nó ra cái ngọn mới,
và đồng thời nó loại bỏ những cái ngọn mà nó già, nó những cái ngọn nhánh đó, nó già, nó cỏi, nó sẽ làm cho cái cây của mình nó dễ bị buông nhánh, nó dễ bị chết. Để ha, nó cây là nó chịu nắng lắm, các bạn để những nơi mà nắng cho nó đều á, cho nó đều nắng. Cũng như là trường hợp cái cây nhỏ này của tôi nè, các bạn thấy không, cây nhỏ này cái nó yếu quá kìa, rồi nó yếu quá à, tôi cũng chán, tôi cũng là thôi mày sống rồi tao nuôi rồi mày chết rồi tao quất cho rồi để đi, nó chặt chỗ nhường chỗ cho cây khác. Mà sao cái tự nhiên cái nó hồi phục lại, các bạn thấy không, là do nè, do cái vấn đề nè, vấn đề chỗ này các bạn, khi mà để vô cái khu vực mà nó nắng có một hướng á, một hướng thì trường hợp nó sẽ bị lép như thế này, các bạn thấy không, bên này lép nè, bên này nó nở ra nè, thì muốn như vậy á, thì các bạn phải chịu khó các bạn xây lại ha. Thường thường kiểm tra đây, thì nhân giống cây này á, thì nhân giống á, nếu mà các bạn muốn chơi mà cây lớn á, thì các bạn lấy cái hột của cái hạt của nó chín á, các bạn lấy hột các bạn ươm. Mà tuy nhiên mà cái tỷ lệ mà ươm hạt để mà thành công, nó không phải là như là đậu ươm hột nào nó lên hột đó, không có đâu. Cái tỷ lệ rất là thấp, kỳ tôi ươm một bụng vậy, ươm cái chục hột, mỉa 20 hột nó lên được một cái cây à. Những cái cây mà các bạn mà trồng được từ hột á, từ cái hạt nó ươm từ hạt, thì cây đó nó các bạn chơi gắn trực gắn đầu được. Bởi vì những cây ươm từ hạt thì cái gốc nó rất là to, rất là lực gốc. Còn những cái cây á, thì dâm nhánh, thứ nhất là dâm nhánh, cái thứ hai là những cái cây từ cọng rễ, thì cái dáng nó quạt quà quạt quèo quạt, thì chúng ta thích hợp cho chúng ta chơi cho những cái hàng như thế này đó, cái hàng nhỏ như thế này thì chúng ta chơi được. Chứ còn các bạn muốn chơi cho những cây lực, hoặc là các bạn muốn chơi sau này các bạn chơi thành chế tác những cái kiểu mà ký đá đó, thì các bạn nên chọn những cái cây trồng từ hột ăn. Bởi vì từ nhánh đó các bạn, từ nhánh cây nó không có lớn cây, nó nhỏ nhỏ cây nè. Mà muốn trồng từ cái rễ á, mà cây này cũng ít rễ nhân rễ cũng hơi khó. Ví dụ như muốn rễ là cây này, tôi muốn phá cái này đi, tôi muốn phá cái này thì bỏ cái này đi, thì tôi sẽ tận dụng được một cọng rễ nè, là hai cọng rễ, ba cọng rễ nè, ba cọng rễ là mình sẽ cắt ngang đây, các bạn sẽ cắt sát chỗ này nè, các bạn nhổ lên, các bạn cắt đây nè, các bạn nhổ lên, rồi các bạn ôm là các bạn sẽ trồng, là các bạn sẽ có được những cái tiểu phẩm như thế này. Các bạn thấy tiểu phẩm bên đây là tôi chơi trồng vô như cái chậu ôm tượng này, nó rất là phù hợp nè, các bạn thấy không, đây là từ tôi ôm từ hai cái cọng rễ nè ha, hai cọng rễ nè, cái này là cái rễ đó nha các bạn, không phải là cái thân. Và đồng thời các bạn thấy không, nó lên cái thân trên đây có chút xíu cái thân này có chút xíu, mà mỗi lần nó lên sau một đợt rau bông như thế này thì tôi lại coi tàn, nếu mà không coi tàn nó chết đó, như vậy. Thành ra cái vấn đề mà cái hồng ngọc mai này á, thì lúc trước á, thì mình cũng có làm clip và chia sẻ về hồng ngọc mai, thì có một số bạn cũng là ủng hộ trong cái cách chơi của mình, cái này nó phù hợp với bạn. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái vị khó tánh thì người ta không có đồng ý đến cách chăm của tôi, thì tôi không biết thì các bạn cứ chăm theo kiểu gì, đó là quyền của các bạn chăm cây sao miễn cây nó tốt là được rồi. Bởi vì khi mà chăm sóc cây đó, các bạn chăm sóc không riêng gì chăm sóc cây ta nuôi một cái cây trồng nào cũng vậy, cũng như ta nuôi dở cũng vậy, mỗi một người có cách nuôi khác nhau, không có người nào mà giống người nào. Thành ra là mình không thể nào mà mình áp đặt cái người khác theo cái kiểu của mình. Tôi đây thì tôi chia sẻ như vậy, nếu mà các bạn nào mà cảm thấy phù hợp thì chúng ta bắt đầu tiến hành trải nghiệm thế thôi, còn nếu mà không phù hợp thì thôi không có ý kiến gì chứ. Nè các bạn thấy tôi chơi cây này là cây đổ rồi các bạn ha, đây là cây thác đổ, mà các bạn biết cây nên nó cũng qua nó nhiều thăng trầm lắm các bạn nè, các bạn thấy nó cũng yếu nè, hãy nói là cái chắc nó cũng sắp chết rồi, nó sắp tuổi thọ, nó sắp hết nè các bạn. Phải nói là cái dòng cây này á, cái tuổi thọ thiệt chứ các bạn, là tuổi thọ nó không có cao đâu. Có nhiều bạn tưởng nó tuổi thọ nó bền, cũng như là những cái dòng cây mai chiếu thủy hay là hải châu, khi mà các bạn chơi mà những cái dòng cây mà để mình chơi sau này mình thành cây mà cái dạng mà kiển cổ á, thì các bạn nên chọn những cái dòng cây như hải châu nè, mai chiếu thủy nè, cần thăng nè, kim quýt nè, đó là những cái dòng cây là tùng rồi, những dòng cây các bạn có thể là chơi để là cho thế hệ con cháu mình luôn, nếu mà chúng ta chăm sóc tốt nó sống cả trăm năm luôn các bạn. Còn có những dòng cây này thì tôi thấy thời gian sau các bạn nó lèo đèo lẹt đẹt, tôi chưa hề thấy những cái cây dòng cái cây mà cây hồng ngọc mai mà thuộc loại mà cây lực bao giờ, cho nó nhỏ nhỏ thế này, chắc lẽ là chơi thời gian mà nó chết hay sao á, rồi tôi cũng không rõ lắm. Đó, nó thành ra là khi mà các bạn mà xác định mà mình chơi cái dòng hồng ngọc mai này á, thì xác định là các bạn cứ chơi ha, cứ chơi chơi theo mùa, kệ nó sống, nó lúc nào mình chơi được thì chơi, lúc nào nó chết thì thôi. Như cây này tôi thấy có hiện tượng nó bị chết nè,
nó xiết cái rễ chỗ này nè, các bạn thấy không? Cái rễ chỗ này nè, nó bị mục mà, nó mục cái rễ này rồi. Mà trong khi cây này nó có một cọng mà, nếu mà cây này nó có hai cọng rễ thì một cọng này mục còn cọng khác, còn cây này nó có một cọng rễ duy nhất à. Cọng rễ này nó mục nó buông là cây nó gụm củ tỏi ha. Ok, chơi lúc nào hay lúc đó. Em này vài ngày nữa nó sẽ ra bông. Trường hợp các bạn phải để về nắng ha, để về nắng nhiều. Mà cây nào nếu mà các bạn trồng ở những cái vùng mà nó khí hậu mà nó hơi lạnh, nó se lạnh, nó cây nó chậm phát triển á, thì các bạn nên thỉnh thoảng các bạn bón cho nó, tiếp cho nó một liều phân vô cơ á, NPK 20-20-15, hay các bạn kích DAP để cho nó kích thích cái sự tăng trưởng của nó, nên để về nắng thì cây mới có bông. Thơm thơm rất là ngọt ngào luôn các bạn. Cái nghề chơi nào cũng vậy. Nghề chơi nào ta nói, bởi vì nghề chơi thì nó lắm công phu à, lắm công phu và không ai mà tự tin mà dỗ ngực xưng tên tôi biết tất cả mọi thứ trên đời này. Trên đời này nó mênh mông đó các bạn. Có những cái mà các bạn cho là các bạn biết rõ về nó, nhưng mà ngược lại có những cái vấn đề mà cơ bản bạn cũng không biết, tại vì bạn không để ý tới nó nhiều lắm, không thể nào mà chúng ta mà biết hết được. Thì mình hãy thích vô cái lĩnh vực nào thì mình hãy chuyên sâu vô cái lĩnh vực đó. Nếu mà các bạn thích về cây thì các bạn hôm nay thì mình khám phá em hồng ngọc mai, thì khi mà khám phá được em hồng ngọc mai rồi, các bạn biết rõ về đặc tính về nó, là chăm sóc tốt về nó rồi, thì ngày hôm sau các bạn tiếp tục chinh phục em mai chú thủy. Khi mà chinh phục được cái mai chú thủy rồi, các bạn lại tiếp tục chinh phục em hải châu. Đó, từ từ đó là khi mà chơi kiển thì chúng ta nên mà chơi nhiều dọc nhiều loại. Có những bạn chơi duy nhất có một loại duy nhất, thì tôi rất tôn trọng sở thích cá nhân của người khác. Tôi không có vấn đề mà tôi có ý kiến về trong vấn đề là cách chơi một món của các bạn. Bạn thích chơi gì bạn chơi thôi, nhưng mà những các bạn mà chơi một thứ, các bạn chơi một thứ thì khi mà các bạn chơi nó có thể là 5 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm, thì các bạn chơi một thứ mãi thì các bạn nhìn mãi thì các bạn cũng chán. Thì tại sao mà chúng ta không chơi nhiều thứ để cho cái khu vườn của mình nó long lanh sắc màu? Ít nhất thì các bạn phải nghiên cứu 3-4 thứ, thì các bạn duy nhất có một thứ một. Các bạn là vô vườn, các bạn là chuyên về xứ. Còn vô vườn các bạn chuyên về mai, không có một cây gì mà bóng mảng vô vườn đó. Tôi cũng đã đi vô vườn về rồi. Có những cái vị khách là có những cái vị không để chơi cây kiển mà cái tánh họ cũng là rất là ấn tượng cho người xem, là duy nhất chỉ có một loại thôi. Mà nói thôi chứ thật ra mình nói như vậy chứ chơi một thứ cũng vậy. Ví dụ như các bạn mà chơi, nếu mà các bạn chuyên về xứ thì các bạn nghiên cứu nó cả đời cũng chưa hết, các bạn nhiều lắm mình mang. Là chơi về mai, các bạn nghiên cứu mai cả đời cũng không hết về mai đâu, nó cũng rất là nhiều. Thì thôi thì nói cho có chuyện để mà nói, thì ai thì thích chơi kiểu gì họ chơi thì sao, họ cảm thấy sung sướng, họ cảm thấy thoải mái được rồi, họ cảm thấy tự tin được rồi các bạn ha. Giống như là tôi thì tôi chơi rất là nhiều loại giống như là tôi là nếu mà tôi mà có cái sân vườn rộng một chút xíu nữa, hoặc là tôi có sức khỏe, thì tôi sẽ thu tầm những cái loại cây gì tôi thấy có chơi, có bút về nghiên cứu. Tôi phải nghiên cứu, phải tìm tòi học hỏi những cái dòng cây gì là lạ, mình chinh phục được nó. Khi mà chinh phục được cái dòng cây nào tôi cảm thấy phù hợp với tôi thì tôi tiếp tục tôi nuôi. Còn những em mà không phù hợp thì thôi, thì mình chọn em khác. Có nhiều cái cho mình lựa chọn, thì không nhất thiết mình phải đeo đuổi theo một cái môn gì đó mà mình cảm thấy nó không phù hợp với mình các bạn ha. Thì chơi vậy thôi. Tôi thường thường cách chơi của tôi, các bạn nếu mà các bạn mà xem kênh ủng hộ kênh thì các bạn biết là cách chơi của tôi nó không giống như những người khác. Tôi cũng không phải là nghệ nhân, tôi chỉ là một người chơi bình thường thôi. Khi mà chơi cây thì tôi lại muốn là đi tìm những cái cây nó lỗi, những cái cây mà người ta chơi tôi đâu phải. Những cây bị lỗi là một cái thứ hai là tôi muốn trồng những cây nhỏ nhỏ để tôi theo dõi sự biến chuyển của nó mỗi ngày. Hoặc là những cái cây lỗi, mình thấy cái dáng cây này nó bị lỗi rồi, đem về để mình nuôi thời gian để mình chỉnh sửa lại theo như ý mình, để coi có nhìn cho có nó có thú vị không. Bởi vì cái cách chơi của mình là mình thích như vậy, chứ còn không phải là ai mà cũng muốn là thích cái đẹp, thích cái hoàn thiện. Nhưng mà cái hoàn thiện và cái đẹp các bạn nhìn rồi, khi mà một cái tác phẩm đẹp đến với tôi hoàn thiện rồi thì các bạn chỉ chiêm ngưỡng thôi, không có cái gì để mình sửa. Bởi vì khi mà nghệ nhân người ta đã trưng bày một cái tác phẩm lên, nhất là những tác phẩm mà nó là đoạt giải rồi,
thì các bạn mà có chỉnh sửa thì vô tình các bạn là phá nát cái tác phẩm đó đi đó. Thì nếu mà chỉnh sửa thì tại sao chúng ta lại không chỉnh sửa, chúng ta lại tìm những cái cây bị lỗi thì chúng ta chỉnh sửa, hoặc chúng ta nuôi những cây để chúng ta tạo dáng theo ý của mình ha các bạn. Rồi ok, cái đề tài hồng ngọc mai thì nó cũng như vậy thôi, nó đơn giản. Cái hồng ngọc mai này thì hiện tại nó bị hạ nhiệt rồi, cái lúc trước mà cái thời kỳ nó mới vừa nổi lên trước mùa dịch, các bạn hồng ngọc mai mà ôm đá trôi đổ câu những cái tác phẩm nó bán đắt như tôm tươi, nhất là chuyển nhiều ở phía Bắc. Thì hiện tại bây giờ hồng ngọc mai phía Bắc, các bạn phía Bắc họ trồng rất là nhiều, họ nhân giống rất là nhiều, thành ra thứ nhất là nó bảo hòa, cái thứ hai là người ta biết được cái nhược điểm của cái cây này không có thể chơi bền, cũng như là những cái dòng cây khác, thành ra cái sức mua, cái sức chơi người ta cũng hãm lại. Thì tôi cũng vậy, tôi cũng thích chơi những cái dòng cây nào mình nuôi càng lâu càng đẹp, càng lâu càng có giá trị. Còn có những dòng cây mà cái tuổi thọ tuổi đời nó ngắn quá thì mình xếp nó vô cái loại hàng hoa, nó chỉ đẹp một thời gian nào đó thôi, thì nó sẽ không còn tồn tại với mình nữa đó. Thành ra giống cây này thị trường thì ổn định, thì giá nó cũng rẻ. Nếu mà các bạn mà mua một cây giống đó các bạn, cây giống thì cái tầm cao khoảng chừng 4-5 tấc này thì nhà vườn họ bán chỉ 20-30 ngàn, 30 ngàn tùy theo gốc lớn gốc nhỏ thôi, hoặc là để nhiều để ít thôi, rất là rẻ ha. Thì chơi thì chúng ta không có chơi gì, mình chơi gì cái nghệ thuật, mình chơi gì sự ham muốn, thì cái sự sở thích của mình, thì cái cây nào mình thấy đẹp thích thì mình chơi. Chứ các bạn đừng có nghĩ là cây rẻ như bèo, thì rẻ như bèo tôi không thích chơi, tôi thích chơi những cây thì có giá. Bởi vì thị trường tôi thấy có những cây mà đang hot đó, đang có giá mà tôi thấy bóng đấu đẹp đó các bạn, tôi thấy nó đẹp, nhưng có lẽ là do cái hàng hiếm với cái hàng mới thì giá như vậy thôi. Thì tại sao mà cây này nó đang thời kỳ nó rẻ, nếu các bạn thật thích thì tại sao các bạn không đi sưu tầm về mình chơi mình chơi cho thỏa chí của mình, thứ nhất là chơi cho thỏa chí, cái thứ hai là cái giá tiền nó phù hợp với mình hơn ha. Thôi đến đây tôi cũng phải nói lời chia tay với các bạn rồi, rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like ủng hộ tinh thần người làm clip. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ kênh những video mới nhất các bạn ha. Bye bye, hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp.